Kính chào quý vị, đây là chương trình phát triển sản phẩm chủ lực. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị thiết bị dây chuyền tự động sản xuất than sinh học, một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế tạo máy Thiên An. Trước hết sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Bốn tháng đầu năm, Việt Nam đã điều tra 18 vụ việc chống bán phá giá, một vụ việc chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ và 2 vụ việc chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa nhập khẩu. Công tác khởi kiện, điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đang được ngành chức năng đẩy mạnh nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng. Trước bối cảnh gia tăng nhanh chóng hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá hoặc được trợ cấp, gây thiệt hại cho sản xuất trong nước. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông vừa tổ chức thành công Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội 2024. Hội chợ có quy mô trên 100 gian hàng của hơn 90 doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, trưng bày, giới thiệu nhiều đặc sản của các địa phương như dệt may, da giày, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm ô cốp. Hội chợ nhằm góp phần xây dựng thủ đô trở thành trung tâm mua sắm hiện đại, hấp dẫn, tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Thưa quý vị, khói sinh ra từ than củi khi đốt sẽ sinh ra khí lưu huỳnh và CO, có hại cho sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Than sinh học hay còn gọi là than sạch, không khói, nổi lên như một giải pháp thay thế cho các loại nhiên liệu truyền thống như than đá, than hoa, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, cùng sự cạn kiệt dần của nhiên liệu hóa thạch và vấn đề ô nhiễm môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế tạo máy Thiên An là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất than sinh học theo phương thức may đo, uy tín trên thị trường. Đây là kho thành phẩm than sạch không khói của cơ sở sản xuất than Nguyễn Tuân. Các sản phẩm ở đây đều đảm bảo châm lửa nhanh, thời gian cháy lâu, nhiệt lượng cao, tỏa đều, không gây phát thải ảnh hưởng đến môi trường, nên được các thị trường châu Âu, Mỹ và các nước Ả Rập ưa chuộng. Chính việc đầu tư hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất than sinh học tự động từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế tạo máy Thiên An đã giúp cơ sở Nguyễn Tuân luôn duy trì năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định, sản xuất ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Bên Thiên An thì đã cung cấp cho chúng tôi cái hệ thống dàn máy để mà nói trên thị trường hiện nay thì tôi đánh giá là nó là tân tiến nhất trên thị trường hiện nay. Thì ưu điểm của cái dàn máy của Thiên An ấy thì như quá trình là sấy thì cái dàn máy của Thiên An có thể là lọc được những cái bụi, những cái cát, những cái sỏi mà nó nấn ở trong những cái xưởng làng nghề người ta trong quá trình là xẻ gỗ ấy, thì là nó sẽ có. Và khi mà lọc được cái sỏi, cái đá, cái bụi đất như thế thì sẽ ra được cái viên than là nó 100% nó là gỗ tự nhiên. Thì đốt thì cái tỷ lệ là bốc cháy cũng như là cái nhiên lượng thì nó sẽ cao. Và thường thường là cái khách hàng của chúng tôi được đa số là nước ngoài thì khách hàng người ta sẽ rất là khắt khe trong vấn đề là nhiệt lượng cũng như là cái độ bốc của cái viên than. Sử dụng than sinh học là xu thế của thời đại bởi ứng dụng của loại than này trong đời sống kinh tế, xã hội rất rộng, từ dùng cho nấu nướng BBQ tới làm mỹ phẩm, dược phẩm, sinh khối. Ngoài ra còn đóng góp vào việc giảm phát thải khí nhà kính. Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất than sinh học thì khá đa dạng, giá rẻ, chủ yếu tận dụng các loại phụ, phế phẩm trong nông nghiệp, lâm nghiệp như gỗ củi, mun cưa, chấu, tre, lõi ngô, gáo dừa, các loại vỏ cây, vỏ hạt. Đặc điểm chính của than sạch là mật độ cao, giá trị nhiệt cao, tiết kiệm nhiên liệu. Thay vì lò đốt than bằng đất lỗi thời và gây ô nhiễm như trước kia, hiện nay tại Việt Nam đang lan tỏa phong trào sản xuất than sinh học bằng công nghệ mới, dùng lò thép sản xuất theo mẻ hoặc liên tục. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế tạo máy Thiên An là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc tư vấn, sản xuất, lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất than sinh học tại Việt Nam và xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Cái máy này thì chủ yếu là nó làm từ các phần sản phẩm từ phế phẩm của lâm nghiệp, các làng nghề mà bản thân các làng nghề ở Việt Nam thì cái sản phẩm đó đang phải đổ đi xuống sông, đổ trộm, chôn nấp. Nó làm ảnh hưởng đến môi trường rất lớn. Thì tôi lung lấu cái sản phẩm này là cách đây là hơn 10 năm. Thì đến thời điểm này thì cái sản phẩm đã khá hoàn thiện.
theo cái mong muốn của bản thân tôi. Thì trong quá trình tiếp cận cái sản phẩm này thì nó có gặp rất nhiều vấn đề là khó khăn. Từ cái lúc mà mình chỉ biết nó là một cái máy, nó là cục sắt thôi, thì để làm sao vận hành nó hoạt động tốt cũng như là đưa nó đi vào sản xuất được, thì bản thân anh em trong công ty Thiên An là mất rất nhiều thời gian cũng như mồ hôi nước mắt để cải tiến máy, đưa máy vào hoạt động và mang cái máy đó đến tay người tiêu dùng. Dịch vụ tư vấn thiết kế, chế tạo máy và lắp đặt dây chuyền sản xuất than do công ty chế tạo máy Thiên An thực hiện gồm các bước. Bước 1, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp. Bước 2, tư vấn lựa chọn loại dây chuyền sản xuất than phù hợp nhu cầu. Bước 3, thiết kế bố trí mặt bằng lắp đặt dây chuyền sản xuất than. Bước 4, chế tạo dây chuyền sản xuất than, bao gồm các thiết bị liên hoàn, băng tải nạp nguyên liệu lên sàng, vít tải cấp lên máy sấy quay, hệ thống sấy khí động học, cyclone lắng, van chặn gió, quạt hút, vít dập bụi, vít tải cấp lên máy chiên nguyên liệu, máy ép đùn và băng tải ra thanh củi ép. Bước 5, lắp đặt và chuyển giao công nghệ, dây chuyển sản xuất cho đối tác, khách hàng. Tỷ lệ nội địa hóa bây giờ là khoảng 80% là nội địa hóa, còn những một số những cái là mình nhập khẩu thôi, ví dụ như động cơ và vi bọc là mình nhập khẩu thôi, còn toàn bộ là mình chế tạo trong nước. So với giá thành của Trung Quốc thì hiện tại mình đang giá thấp hơn Trung Quốc khoảng 80% so với giá thành Trung Quốc ạ. Thuận lợi cho khách hàng là ví dụ như là bây giờ là hỏng hóc là thì đơn vị mình sẽ đảm bảo trực tiếp luôn, đến đảm bảo sửa chữa cho khách hàng luôn, và sản phẩm thì mình lại hỗ trợ online tốt cho với khách hàng ạ. Đấy, yêu cầu kỹ thuật là nhanh hơn ạ. Việc chế tạo các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản xuất than sinh học được Thiên An thực hiện trên hệ thống máy móc hiện đại. Trong đó, máy cắt plasma sử dụng công nghệ ion hóa làm nóng chảy cục bộ kim loại kết hợp với di chuyển của đầu cắt theo profil đã được lập trình từ trước để tạo thù hình thép tấm theo bản vẽ thiết kế. Máy tiện dùng để gia công cắt gọt các chi tiết dạng tròn xoay. Máy gia công CNC là máy công nghệ cao, hoàn toàn tự động gia công theo chương trình đã được lập sẵn, đạt năng suất và độ chính xác cao. Máy hàn là thiết bị để tạo liên kết giữa các chi tiết máy với nhau bằng mối hàn. Đối với mỗi cái thiết bị trong dây chuyền thì chúng tôi sẽ có những cái yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Ví dụ như ở đây là có cái máy ép là cái máy chính của dàn máy, thì chúng tôi yêu cầu rất là cao về độ êm khi vận hành, rồi cái năng suất đạt được theo yêu cầu công suất của khách hàng. Khi lắp đặt được bất kỳ một cái thiết bị nào ở trên hiện trường thì chúng tôi đã phải kiểm tra ngay và vận hành thử để đảm bảo được là khi vận hành của khách hàng thì máy được vận hành êm ái, trơn tru và hướng dẫn công nhân sử dụng rất là chi tiết. Nên là những cái đó thì chúng tôi làm rất là tốt và khách hàng rất là tin. Việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, nguồn vật tư đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia và cùng với đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề trong các lĩnh vực chế tạo, sản xuất và chuyển giao công nghệ, Thiên An đã nhận được sự tín nhiệm cao từ các khách hàng. Công ty Thiên An đã có những cái kế hoạch là phát triển những cái máy móc, đó là khi mà khách hàng dùng cái sản phẩm máy của Thiên An là có thể là áp dụng với các cái vùng như rừng trồng, rừng sản xuất, là từ cái cây gỗ, cái cành gỗ, cành chi đấy thì là trước kia có thể là bán thành củi đốt, nhưng bây giờ là công ty Thiên An đã thiết kế chế tạo ra một cái máy nghiền để nghiền các cái sản phẩm đấy để đưa nó lên một cái mức giá cao hơn, đó là thành nguyên liệu của nhà máy than sinh học không mùi không khói. Ngoài cái hệ thống máy nghiền ra thì công ty Thiên An cũng là làm việc cũng như là nghiên cứu theo xu hướng của đất nước Việt Nam mình khi mà kết nối với thế giới, đó là bảo vệ môi trường. Thì công ty Thiên An đã đưa ra các cái hệ thống nó đốt bằng biomass, không có khói, không có mùi, để làm sao mà đưa vào cái hệ thống máy móc của mình và nâng cấp cái sản phẩm máy móc của mình phù hợp với cái điều kiện của cái đất nước mình đang kết nối với thế giới. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ số hóa, các dây chuyền tự động được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế tạo máy Thiên An
luôn cố gắng tự cải tiến công nghệ, hệ thống máy móc của mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất. Đó chính là cơ sở để Thiên An nâng cao vị thế, đứng vững trên thị trường. Phóng sự giới thiệu thiết bị dây chuyền sản xuất than sinh học của công ty Thiên An đã kết thúc chương trình phát triển sản phẩm chủ lực ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.